Vâng và như quý vị và các bạn có thể thấy phía sau lưng tôi là một trong những tiện ích rất đáng giá của khu đô thị Tham City đó là trường học VinSchool với khát vọng mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt của tập đoàn VinGroup. Ngay từ sau khi thành lập năm 2013, hệ thống giáo dục VinSchool đã mang đến ước mơ và kỳ vọng về một sự nghiệp thay đổi hệ thống giáo dục toàn diện, một trường học Việt Nam mang đẳng cấp giáo dục quốc tế và nơi ươm mầm tương lai cho thế hệ học sinh.